Em vẫn đi đi xem mê tín vị dị đoan rồi, mấy em nó bảo là sau này anh cưới vợ thì vẫn hỏi người ta bảo là có hiền lành hay không, thì người ta bảo là không thể hiền được, trong trong một người phụ nữ này em không thể chọn một người phụ nữ hiền, của em là chờ làm 8-9 sạp cơ, 8-9 sạp mình em sao sấy thì vẫn quay được mà. rồi chị chào em ha. Vâng, em chào chị ạ. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Vâng, xin chào chị Nguyễn Huỳnh ạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Xin chào cộng đồng mạng, xin chào mọi người đang xem chương trình Kết Nối Yêu Thương, chương trình của chị Nguyễn Huỳnh. Chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và gia đình luôn luôn hạnh phúc ạ. Em giới thiệu về mình ha. Em tên là Nguyễn Đình Dĩnh ạ. Năm nay 45 tuổi ạ. Hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội ạ. Hiện tại á là em đang làm công việc gì? Hiện tại của em là đang bán quần áo ạ. Mở shop quần áo hả? Vâng. Đồ nam đồ nữ hay là đồ nam thôi? Nói chung là của em là chủ yếu là đồ của nữ, nó nhiều 80% là đồ của nữ. Vậy à, rồi sao em biết lấy hàng thời theo thời trang á? Không thì tại vì là em là biết kinh doanh từ lúc 12 tuổi, là em đã biết kinh doanh rồi, không phải là tới giờ. Nghĩa là hồi xưa là em cũng vất vả lắm, thì em cũng hồi xưa là đang có chương trình, là hồi đó là tivi còn hiếm lắm, em bọn mấy bạn người bạn thân cùng học lớp thuê màn hình rộng chiếu thu vé 200 đồng, là có cái khu nhà hoang ở đấy, là bọn em là kinh biết kinh doanh từ bé rồi. Giỏi ha. Rồi nhưng mà ý chị nói là sao em biết chọn đồ nữ làm sao mà thời trang phù hợp, rồi em coi em biết hả? Vâng thì mình học học lỏm chị ạ, tại vì cái nghề này là trước đây là em lúc em đi 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 lính về á, đi tham gia nghĩa vụ quân sự xong là em ra rồi em đi bán hàng mỹ phẩm trước, là mình học lỏm người ta, học lỏm mình xa sau là một một thời gian là em nghỉ, em đi còn nhiều làm nhiều việc lắm, không phải chắc cái nghề này đâu, nghề này em mới làm, còn hồi xưa là em làm nội thất ô tô cơ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Tình trạng của em hôn nhân là em kết hôn là năm 2011, là đến 2017 là vợ em là đi về bên ngoại, là từ đó là đi ly thân đến 2022 là hai vợ chồng quyết định là ra tòa ly hôn với nhau. Hiện tại là em đang nuôi cả ba đứa con của em, hai gái một trai. Rồi con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em là đứa lớn là 11 tuổi, đứa thứ hai là 9 tuổi, đứa thứ ba là con trai là 7 tuổi. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng với mọi người. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em là hồi xưa là em ít nói lắm, nhưng mà trong cái việc mà kinh doanh hàng này là bắt buộc em phải nói nhiều, mà hai là tính em là hơi nóng tính mất tính. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Thì em mong muốn của em là tất nhiên là cái sự ly hôn với lên chương trình này là rất khó khăn, mà là ai cũng có một cái lỗi nào đó, nhưng mà trong biết cái lỗi đó mình phải biết khắc phục một lần hai lần ba lần, là bắt buộc là em phải là phải lần thứ ba là phải khắc phục được, không để kéo dài được. Rồi em có nghĩ là Đó là một mong người, em nói đi. em mong muốn là như thế, nhưng mà trong cái tình cảm hôn nhân là em cứu mãi cứu ván là không được, cho nên bắt buộc em phải buông ra, cái là mình cứu lại không được, tại vì là quê em á, là cái chuyện mà hôn nhân là bất đắc dĩ là phải là phải ra tòa, là em không muốn mong muốn như thế.
Nhưng mà trong hoàn cảnh em nếu kéo không được thì bắt buộc là em phải phải ra đi thôi, để tìm con đường của mình sau này thôi. Rồi em có nghĩ là một người mà em tìm kiếm ở độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Tất nhiên là em bây giờ em chưa sử chọn an toàn là trước trước mắt của em, tại vì là trước đây là em lấy vợ em là em cách vợ em là cách 11 tuổi, cho nên là sự chênh lệch về tuổi tác nó không 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 phù hợp với điều kiện của mình. Tại vì là thế này, hồi xưa là em vẫn đã chia tay rồi, chứ mà em muốn nữ kéo, em vẫn mở cửa hàng cho vợ em làm, cho vợ em không 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 làm, cho nên là vợ em bắt buộc học vợ em ra đi, cho nên bắt buộc em không thể nếu kéo nữa rồi, bắt buộc là em phải ra tòa thôi. Ra tòa tất nhiên là em vẫn tổn thương con lắm, thương con nhưng mà bắt chấp nhận phải như thế. Mà em lên chương trình này là được đồng thuận từ cử cả gia đình, các em của trong gia đình là đồng thuận, không phải là chắc mỗi mình em. Tại vì nếu mà cuối năm này này hoặc là đầu năm này bọn em phải họp gia đình một lần, là tất nhiên là em nói thật, em vẫn đi đi xem mê tín vì dì Loan rồi, mấy mấy em nó bảo là sau này cưới vợ thì vẫn hỏi người ta bảo là có hiền lành hay không, thì người ta bảo là không thể hiền được, trong trong một người phụ nữ này em không thể chọn một người phụ nữ hiền, người phụ nữ nóng tính người ta mới quyết đoán được, dám nói dám làm, cho nên em phải chọn là người phụ nữ là biết can đảm để chịu đựng với bản thân mình, không phải là bất không phải bất cứ công việc nào họ phải trả ơn bất cứ lúc nào đấy, là em cái tư tưởng của em không thể như thế rồi. Em rồi bà xã trước của em làm công việc gì? Bà xã của em trước đây là chỉ là làm công nhân thôi. Bình thường em có hút thuốc với uống rượu không? Em cái điểm yếu của em là không không hút thuốc và không uống rượu được. Cái điểm yếu của em là đấy. Con của em có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Trước lúc mà ra tòa em vẫn nói với con là bây giờ là hiện tại là mẹ không thể nuôi con được, cho nên là con phải ở lại với cha, rồi là con phải viết một cái tờ ba tờ đơn mới tòa mới chấp nhận ở với em, chứ đâu phải là em tự em nuôi được, ký vào đấy đó người ta tòa mới giải quyết được chứ. Nhưng mà em giờ em không kể cả nỗi đau của em, chứ nó bỏ qua rồi, cho nên là em giờ qua cái giai đoạn em vượt qua khó khăn rồi. Hồi đó là em con nằm viện á, không chỉ có 2,7 triệu trong trong túi thôi, thì mấy em cố gắng em cứu con bằng được, cho nên là bây giờ con em đã khỏe mạnh rồi, học hành đàng hoàng rồi, cho nên là em bây giờ em phải lo cuộc sống của em, tại vì em là con trưởng trong gia đình. Em rồi giờ hiện tại là em đang sống chung với gia đình mình hay là sống riêng mấy cha con thôi? Hiện tại là gốc là người Nghệ An, em ra đây là hiện tại đang ở thành phố Hà Nội, quận Ba Đình. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao của em là 1m68, nặng 72 kg. 1m78 hả? À, 1m68, Cũng khá cao á. nặng 72 kg. Nói là anh em tăng 20 kg so với trước. Rồi em xem video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em xem chương trình của chị là lâu rồi, khoảng tầm 3 năm nay rồi. Coi lâu vậy đó hả? Vâng, thời mà chị thì bị tai nạn đến giờ mà. Nhưng mà sao tới nay em mới quyết định đăng ký chương trình? Tại vì là cái máy của em nó không vào Zalo chỉ được, em nhắn tin hơi chỉ hơi còn nhiều đấy. Vậy đó hả? Mà thứ hai là con em còn bé lắm, cho nên em lên chương trình là nhiều lúc cũng ngại, vì hai nó nhiều lúc mà em đầu năm họp họp gia đình ấy là ông bà cũng bảo là thôi thì ông bà già cả rồi, nhưng mình cũng lập một cái gia đình nào đó để cho nó theo cái củ của gia đình. Gia đình của em có được mấy anh chị em? Gia đình của em là có 5 chị em. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không?
Gia đình của em là không có người nào ở nước ngoài cả chị ạ. Chỉ có làm ăn với người nước ngoài thôi. Những lúc rảnh rỗi là em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Tại vì thời gian của em là chỉ có 5 giờ sáng, 5 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ tối em mới nghỉ. Chỉ có em chỉ có rảnh từ chỉ có lúc 8 giờ, 9 giờ tối đến đêm thôi. Chứ không có thời gian rảnh đâu chị ạ. Em có ai bán của em không hay em bán mình thôi? Em có hai người em phụ nữa. Em có mở một cửa hàng không hay là sao? Bán trong chợ? Em bán trong chợ. Trong chợ thì mà chờ chứ họp mỗi buổi sáng vậy. Vì chị em về em bà phụ bán đôi em khác nữa. Nhưng mà em bán suốt vậy đó hả? Em không có ngày nào nghỉ hết hả? Em không có ngày nào nghỉ, chỉ có trường hợp là bắt đăng ký công việc cả gia đình em mới nghỉ thôi, chứ là em hầu như em không có thời gian em nghỉ. Em ăn suốt đến 29 Tết em mới về, mà năm nào cũng thế à. Nếu như có người yêu em muốn dẫn em đi du lịch đây đó rồi sao? Tất nhiên là em phải sắp xếp công việc của mình, em sẽ công việc của mình để mình dành thời gian cho hai người chứ. Ví dụ như em đây là thời gian buổi tối này em đi có thể dẫn ra bờ hồ được này, hoặc đi ra Hồ Tây là đi bộ được. Nhưng mà nếu mà em đi du lịch đó thì có anh em bán thế được không hay là phải cần có em ở Có. Tại vì là em muốn muốn mà là em thì muốn làm nhiều việc. Em đang muốn thời gian này em muốn đi học bằng ô tô ấy. Tại vì là mỗi lúc về quê là có một tài à, cho nên là có đứa em rể nó hay uống rượu quá, cho nên là nhiều lúc là em không ăn được an toàn lắm. Tất nhiên là em biết lái rồi, chứ em chưa có bằng, nhưng em chưa lái. Tại vì em trước em làm ra để em biết mà. Là em mỗi lần em về từ quê là có xe ô tô ở nhà chạy đó, phải không? Vâng, có nhà tôi chạy, còn đi một mình thì đi xe khách, còn mà đi cả chung thì có tôi gia đình về. Sao mà mua ô tô mà không học lái xe là sao? Không, đi xe là xe của đứa em, còn mà em biết lái xe là em chỉ trước đây em làm gara, trong gara ô tô chỉ có học học mọt với nhau thôi. Là em thích một cô mà em tìm kiếm là phải lanh lẹ hoạt bát phải không? Tất nhiên là chưa có nghề thì có khả năng em đào tạo nghề được, Em có hoặc mấy là người em người có bên kia có công việc ổn định mà kiểu tốt hơn thì mình có thể mình làm chỗ khác cũng được, cho em không có quan trọng là làm chỗ nào thì nào cũng được. rồi em thích cô ấy là chiều cao khoảng bao nhiêu? Em thì không quan trọng là chiều cao, hồi xưa là em thích chiều cao lắm, bây giờ em giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là tính tình không? Quan trọng là tính tình thôi, giờ chiều cao không quan trọng nữa. Tại vì nói thật với chị này, cái lúc mà hai người đến với nhau là chưa có việc gì cả, cho đến cái lúc mà có con á, nó xảy ra chết cái nhiều lắm chị ạ. Không phải là trong con cái, trong cái ăn mặc với trong ăn uống nó khác hẳn với so với đời thường của mình. Cho nên mọi người phải nhường nhường nhau một chút. Vâng, Rồi. em cái đó là em thì em trải qua nhiều, là em rút nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân, gia đình em có phải là người lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con không? Tất nhiên là trong 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 tình yêu em thích lãng mạn, và thật là em thích chiều con, nhưng mà chiều con trong một mức độ nào đó, không phải là quá thái quá. Ví dụ như con em đây này, buổi tối nó ra đúng không, sáng mai là ra vẫn bán hàng với em bình thường, chứ không bao giờ em nghỉ đâu. 6 tuổi là em đã huấn luyện là cả con của em đây là biết bán hàng rồi. Giỏi vậy đó hả? Giờ con em biết bán hàng rồi đó hả? Vâng, con em là biết bán hàng, tại vì là lúc mà em nhập hàng về là em ghi ra toa, em ghi cái mã số đấy, là mình chỉ cho nó là nó biết làm, mà nó biết bán à. Em có ghi giá lên cái áo hoặc lên đồ Có luôn không? cái giá chị ạ. Giá em nó khác, em ghi là mặt nạ người ta không thể biết được. Người nào mà đã kinh doanh là người ta biết mà. Rồi. Huấn luyện cho con từ nhỏ ha, giỏi ha. Vâng, tại vì là hàng nó nhiều lắm chị, không phải là chắc cái mặt hàng đấy đâu. Cả các cái mặt hàng mỹ phẩm này em còn đều em phải biết. Như là
Chị Đấy. môi thì là chị mát là em phải biết, thì cá cả thuốc nhuộm rồi, không phải là chắc cái đấy đâu. Bán quần áo rồi luôn mỹ phẩm luôn hả? Vâng, có cả mỹ phẩm mà. Wow, nhiều dữ vậy đó hả? Nhiều mặt hàng quá ha. Nhiều mặt hàng chị ạ. Nhưng mà em có cửa hàng không hay là em chở đi rồi chở về? Không, ở chợ thì nó của em là chợ là 8-9 sạp cơ. 8-9 sạp mình em sao sẽ Thì vẫn quay được mà. vẫn quay được giỏi gì đó Tại vì thế này có đến nỗi mà khách hàng mà ăn cắp của em mà sau 3 tháng em vẫn bắt được người đấy mà. giỏi dữ luôn á Tại vì là trước đây là em là lính cảnh vệ, thì nên em nhìn qua là người nào mua và hàng của mình mua được hay không là mình biết, mình chưa tiếp xúc thì là mình biết thì biết ngay, tại em vì mình tiếp xúc với người bán hàng là quen rồi. thường thường á người ta rất là e ngại người đàn ông ở miền ngoài nó có tính gia trưởng rất là cao thì em có tính gia trưởng không? Hồi xưa là em vẫn cái đặc trưng của người miền Bắc ấy là thường thường là trọng trọng nam khinh nữ, đấy là em nói thật, trọng nam khinh nữ nhiều hơn, nhưng mà giờ nó xã hội nó chuyển hóa là nên là giờ không có cái chế độ này như thế nữa. Rồi bây giờ sau hôn nhân đổ vỡ hiện tại bây giờ nè, trong lòng em nghĩ là một người phụ nữ như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em là mong muốn là cái người phụ nữ của mình là phải biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình là được. Chưa chưa có nghề, em thấy được đào tạo được nghề. Tại vì em đã đào tạo những người mà không biết nói, thì em đã đào tạo được mà. Em biết nấu ăn luôn Người cơm hả? biết đó. Em thì em vẫn biết nấu ăn, vẫn vẫn bình vẫn nấu bình thường. Tại vì là em, tại vì giờ không có người nấu ăn cho nên là em tự em nấu mà. Giỏi ha. Dạ, anh á thì em là đàn ông là giỏi việc nước đảm việc nhà luôn á ha. Không phải là chắc việc này, chứ con em còn biết nhiều việc hơn nữa. Đến cái tuổi tầm 50 tuổi đi em thì học nhiều nghiệp đọc văn cúng ở cái dòng họ ấy. Lấy em là người đầu tiên đọc đọc văn cúng ở dòng họ. Hồi đó giờ có bao giờ em đi ra nước ngoài chưa? Em đáng lẽ là em đi Hàn Quốc 4 ngày. Nhưng mà do bận công việc em không đi, nghĩa là bà chị là buôn hàng điện tử ấy, là được khách mời đi 4 ngày Hàn Quốc, cho nên là ông anh rể không đi là cho em đi, cho mẹ em bận việc em không đi. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả nhìn chị ha. Vâng, cảm ơn chị. Chào khán giả. Và xin chào khán giả nha, hay ủng hộ kênh Nguyên Hình Cuộc Sống Mỹ nha. Cảm ơn em.